Nội thất Nam Huy xin chào. Clip lần này mình giới thiệu đến các bạn một bộ salon gỗ sồi Nga 100%. Mẫu chứng đối, mặt gỗ liền miếng nha các bạn. Hàng này bên mình có giá là 11 triệu 500. Một bộ thì gồm 7 món. Một ghế băng dài, hai ghế nhỏ, một bàn, một đôn và hai đôn ngồi. Hàng này bên mình làm khác biệt hoàn toàn so với thị trường. Đó là cái mặt gỗ này mình làm gỗ liền luôn, không có làm nan. Đó. Gỗ cây thì lựa rất là đều, đẹp. Bộ này mình lựa ra sẵn đây để tí nữa chất hàng đi long thành đấy các bạn. Đó, gỗ cây đều rất là đẹp, nạc không các bạn ơi, không có rác rưởi gì hết nhá. Đó, vân bông cũng rất là đẹp. Đây là tay nữa các bạn này. Đó, tay rất là đều. Đó, vừa được cái miếng tay vân đẹp ghê luôn. Đây tay này cũng vậy các bạn này. Đó. Chung mà các cái tay thì mình lựa kỹ lắm, tại vì ghế này nó gọi là bộ trứng mà nó có cái tay này nó nổi bật này, nên mình lựa cái vân đó. Đấy, mình lựa vân tay đều đẹp lắm. Thì hàng này đóng với cái mẫu đơn giản thôi các bạn ạ. Mẫu này là đơn giản dành cho các bạn có để trong những cái phòng khách, nói chung là hiện đại. Đó, hiện đại. Với chiều dài, nhưng mà bộ này rất là lớn nhá. Bộ này với cái chiều dài nó tới là 2m3 nha các bạn nhé. 2m3, các bạn lưu ý, rất là dài đó, 2m3. Chiều cao là 85 phân. Và cái bề sâu của này này, nó là 65 phân này các bạn này. Đó, 65 phân. Bàn, mặt bàn thì là 1m3 x 65. Và cái bàn nhỏ này là 65 vuông. Đó, chiều cao là 50. Nhắc lại là giá này bên mình là 11 triệu 500, tặng kèm hai tấm kính mặt bàn và miễn phí vận chuyển trong phạm vi là 40 km nhé. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi clip lần này.